Xin chào, mình là Ken, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình làm về thời trang và một chút những thứ liên quan cuộc sống của mình. Trước tiên thì phải cập nhật kiểu tóc cái đã. Đây là form tóc mới của mình, nhưng mà như các bạn có thể thấy thì nó không ảnh hưởng gì lắm đến cái kiểu tóc mà mình từ trước đến giờ vẫn đây. Thậm chí là cái form tóc này cá nhân của mình thấy thì nó bớt nghiêm túc và nhìn trông nó còn trẻ trung hơn là cái form tóc cũ rất là nhiều. Tất nhiên bây giờ cá nhân của mình vẫn đang trong cái giai đoạn trải nghiệm. Mình cần thêm một chút thời gian nữa để mà hoàn thiện và hiểu hơn về cái form tóc này. Sau đấy thì chắc chắn là mình sẽ có video để hướng dẫn tạo kiểu cho các bạn. Về lại vấn đề chính thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết bộ sản phẩm của Cup & Co. Hiện tại trên tay của mình có Original Pomade, tiếp theo là Matte Paste và cuối cùng là Original Clay. Và kèm theo đấy là chai Pre-Style Texture Spray của Cup & Co. Được rồi, bây giờ thì chúng ta tìm hiểu xem tại sao bộ sản phẩm này mình lại nói rằng giá trị của nó còn hơn cả của Moritz Spotlight nhé. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Trước khi đi vào video thì mình phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi CL Men Store. CL Men Store là nhà phân phối chính hãng và độc quyền Cup & Co tại Việt Nam. Thông tin chi tiết hơn về CL Men Store mình sẽ nói phía sau video. Được rồi, theo như cái mô típ từ trước đến giờ mình review những sản phẩm tóc thì chúng ta hãy nói đến packaging đầu tiên. Packaging của Cup & Co thì không có gì nổi bật hết. Chúng chỉ là những cái hũ, những cái jar bằng nhựa. Hai cái sản phẩm original này thì nắp của nó hơi ảnh kim loại một chút. Còn matte paste thì cả cái jar và cái nắp thì đều là nắp đen nhựa bình thường mà thôi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt nó lại nằm ở phần label. Phần label thì text nó có màu hơi kiểu RGB, 7 sắc cầu vồng một chút. Nhìn rất là đẹp khi mà ánh sáng đánh vào thì nó cực kỳ nổi bật. Còn về cái chai texture spray thì cá nhân của mình thấy thôi nhá, thì mình không thích cái kiểu có súng bắn như thế này. Cái kiểu xịt như thế này thì cá nhân của mình thấy nó sẽ phù hợp hơn nếu bạn là barber. Nếu mà bạn cầm cái chai này và các bạn xịt cho người khác thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà các bạn xịt cho bản thân thì nó khá là kỳ và các bạn cần phải cầm ngược lại. Đấy là cái điểm nhỏ nhỏ như vậy thôi. Phần label cũng ok, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo là về mùi hương thì mùi hương của Cup & Co mình phải nói rằng là best. Cực kỳ thơm, cực kỳ đậm, cực kỳ ngọt và nó rất giống Dauntless, nhưng mà mùi của Dauntless thì làm mình đau đầu. Nhưng mà mùi của Cup & Co thì mình chỉ muốn xúc sản phẩm ra để ăn luôn ấy. Nó rất là kích thích vị giác. Đầu tiên là về con Original Clay này đi. Thì cái mùi của nó ấy, ở trên hãng thì miêu tả ra có 3 lớp hương. Cái mùi mà rõ ràng nhất ở đây, đấy chính là mùi cam. Mùi cam mandarin, mà mùi cam rất là ngọt, cam chín luôn ấy. Kèm theo đấy thì nó có cái mùi kiểu hơi là thảo mộc một chút, kiểu mùi thyme, rồi cái mùi ozone một chút. Con Original Clay này thì đây là cái con có mùi đỡ ngọt nhất trong cả cái đám kia. Tiếp theo nữa là đến Original Pomade thì cái con này mình đảm bảo với các bạn rằng cái mùi này là kết hợp giữa mùi plum, mùi quả mận này, cộng với cái mùi raspberry, mùi phúc bồn tử, cộng thêm với rất nhiều vanilla, cực kỳ ngậy luôn. Cái cảm giác giống như kiểu các bạn đang uống sữa bột ấy, mà uống sữa bột nguyên kem, xong rồi các bạn có trộn thêm mọi hương vị của raspberry và một chút chua chua kích thích vị giác của mận. Đấy, thì nó sẽ ra cái mùi của cái con Original Pomade này. Và cái mùi mà mình thích nhất thì là mùi của matte paste. Cái mùi matte paste này thì nó rất là nhẹ nhàng, nó hơi mùi táo một chút. Theo cá nhân của mình cảm nhận thì Cup & Co matte paste đây là cái concept mà có cái mùi mình thích nhất từ trước đến giờ. Một cái concept mà có mùi ngọt ngào, có cái mùi mà kích thích mình sử dụng sản phẩm nhất từ trước đến giờ. Có thể các bạn nhớ là cái video đại chiến matte paste mình đã làm trước đấy rồi. Thì về mùi hương, mình cho cái con Templeton Tonics Greasy này là đứng đầu bảng. Nhưng mà bây giờ Cup & Co matte paste nó sẽ phải xếp trên Greasy, bởi vì cái mùi cực kỳ kích thích. Cảm quan của mình chung chung về mùi hương của hãng này, nó thật sự là one of the best. Nó thực sự là làm mình muốn sử dụng sản phẩm nhiều hơn nữa. Để mà đặt so sánh một hãng nào mà có cái mùi nó cũng rất là thơm thì có 1821. Nhưng mà 1821 thì nó theo cái kiểu manly, nó theo cái kiểu hơi bụi bặm, hơi thực sự là đàn ông một chút. Còn Cup & Co thì nó hơi theo kiểu gọi là cute hụt me, nó theo kiểu gọi là nhẹ nhàng, dành được cho tất cả mọi người, hoặc là dành cho những người nào kiểu mềm mỏng hơn, ưa ngọt hơn. Thì đấy là hai cái hướng đi khác hoàn toàn nhau mà hai hãng muốn hướng tới. Ok, đó là những cái thứ râu ria phía bên ngoài thôi. Tiếp theo thì đây mới là cái vấn đề các bạn quan tâm nhất, đúng không? Chất sáp của nó như thế nào, cái cảm giác sử dụng của nó ra sao và hiệu năng có tốt hay không. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến con sáp mình thích nhất của hãng là matte paste. Matte paste, cái chất sáp khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy một cái màu hơi ngà, hơi ỏ
off-white một chút nhưng mà có cái gì đấy hơi hồng hồng. Và khi mà mình mới scoop out lần đầu tiên cái con này lên thì mình sẽ liên tưởng ngay đến cái con Grizzly của Templeton Tonics. Hai con này nó giống nhau ở cái chỗ là cái bề mặt phía bên trên khá là cứng. Mình có thể vỗ đôm đốp như thế này mà không bị ảnh hưởng gì đến bề mặt. Nhưng mà khi các bạn đã break được cái bề mặt đấy ra thì cái lớp phía dưới sáp lại rất là mềm, khá là ướt, cực kỳ dễ scoop out và rất là dễ break down. Và trong khi mà mình break down, mình apply sản phẩm lên trên tóc thì mình luôn luôn cảm nhận được thấy cái chất sáp nó hơi hơi giống cảm giác như mình đang dùng bơ. Và chính xác thì mình đọc trong bảng thành phần, mình đã nhìn thấy có bơ, sheet butter. Đây là một con matte paste mà cái khả năng apply của nó khá là mượt. Cá nhân mình thấy thì nó chỉ thua con molding paste mà thôi. Còn Cup & Co thì chắc chắn là apply và vuốt tóc dễ hơn của Thames, dễ hơn của O'Dowd, của Sheer và của Tuntless rồi. Tiếp theo, sản phẩm tốt thứ hai theo cảm nhận của mình trong bộ ba sản phẩm này là Original Pomade. Original Pomade là một con unorthodox water-based pomade. Mới mở cái nắp ra thôi ấy thì cái mùi nó đã sộc lên rồi. Mình chỉ muốn cạo ra ăn thật ấy, bởi vì cái mùi wow, nó quá là kích thích vị giác đi. Thì con unorthodox này là greasy, không phải là waxy. Nhưng con greasy apply lên tóc rất là dễ. Nó dễ từ lúc scoop cho đến lúc breakdown, cho đến lúc apply và cho đến lúc trải lược. Mọi thứ với con này nó rất là dễ dàng. Cái chất sáp thì nó lại hơi vàng vàng kem kem. Lúc đầu mình lại tưởng con này có butter cơ, nhưng mà thực ra con này không hề có butter. Nó là nguyên greasy luôn đấy. Nó không hề có cái tính waxy nào trong này. Tiếp theo, cái sản phẩm cuối cùng mà là cái sản phẩm mình thấy kỳ lạ nhất và mình không thích nhất trong bộ ba là con Original Clay. Như các bạn thấy thì nhìn nó có giống một con clay tí nào. Các bạn nhìn này, nhìn không giống một con clay một tí nào luôn ấy, mà thực sự là giống một con cream ấy. Cái chất sáp của con này rất là kỳ luôn. Khi mà mình mới nhận được sản phẩm, chắc là do vận chuyển rung lắc như thế nào, nhưng mà suýt nữa thì toàn bộ sản phẩm đổ xuống dưới người của mình luôn. Thì cái con clay này lúc đầu mình tưởng nó là cream trá hình. Thật ra cũng có thể coi nó là cream, cũng ok. Không thể nào coi con này là paste được, bởi vì nó không có chất tạo đặc. Mà chẳng qua là cái con này người ta pha hàm lượng nước quá nhiều làm cho tổng thể cả cái chất sáp nó bị nhão ra. Thì cái chất sáp như thế này không cần phải bàn gì về cái scoop out và breakdown rồi đúng không? Nó break sẵn rồi. Còn cái cảm giác apply thì sao? Thì cái cảm giác apply nó rít phải ngang Dauntless Matte Paste. Nó rít thôi rồi luôn. Nó rít mà mình cảm tưởng như là mình đang dứt tóc của mình hết ra khỏi đầu ấy. Cảm giác rít như thế này thì cá nhân mình thấy Cup & Co phải sửa chữa và phải xử lý ngay lập tức. Bởi vì đây là nhược điểm, đây là yếu tố mà tạo ra gọi là cái trải nghiệm người dùng không được tốt. Và chính vì độ rít này cho nên là Original Clay là sản phẩm xếp thứ 3. Sản phẩm xếp thứ nhất của mình là Matte Paste. Ok, còn hiệu năng thì sao? Nó có xếp theo thứ tự như thế này không? Đầu tiên là mình sẽ phải bỏ con pomade này ra một bên cái đã. Không thể nào so sánh hiệu năng của pomade với các sản phẩm sáp bình thường được. Thì về con Matte Paste và Cup & Co này thì thứ nhất, hai chúng nó đều là matte finish. Như các bạn có thể thấy thì đây, trên tóc của mình đang sử dụng Cup & Co Matte Paste. Thứ hai, về texture thì cá nhân của mình thấy rằng texture của hai con này khá là tương đồng nhau. Nó không hề có một cái sự khác biệt nào rõ rệt cho lắm. Về độ hô thì sao? Độ hô, độ giữ nó có chắc hay không? Thì chắc chắn là cái con Original Clay này sẽ hô tốt hơn là con Matte Paste rồi. Con Original Clay này thì cá nhân của mình nghĩ thì cái độ hô của nó hô chắc trên tóc của mình. Nó hơn cả Dauntless Matte Paste. Độ hô của nó hô chắc đét như vậy trong một khoảng thời gian khá khá, ít nhất là phải tầm 4 tiếng. So sánh với Texture Clay của Forte và 1821 Quartz thì hai con này nó có một sự tương đồng là nó giữ tóc, bởi vì cái độ nặng và độ đầm của nó hơi có cảm giác greasy, nó hơi có cảm giác dầu dầu bết bết. Nhưng mà Cup & Co Original Clay nó hô rất là giống một con paste và nó hô khỏe ngang hai con này. Còn về Cup & Co Matte Paste thì cá nhân của mình thấy hô gần như là một cái điểm, không phải là điểm sáng của sản phẩm này. Như các bạn có thể thấy thì gần như là nó không có độ hô mấy. Tóc của mình hoàn toàn có thể nghiêng ngả, gió thổi một phát là bung ra luôn. Nhưng mà điểm hay của con paste này đó chính là nó tạo cho mình cái cảm giác giống như mình không sử dụng sản phẩm tóc trên đầu một chút nào. Tóc của mình vẫn có thể lật qua lật lại, mình vẫn có thể restyle được, mình vẫn có thể chơi đùa với tóc. Nó khá là giống molding paste của Forte, nhưng mà Forte molding paste nó vẫn có cái cảm giác hơi kiểu nhão nhão. Mình vẫn có cảm giác là trên đầu mình có sản phẩm và tóc của mình vẫn hơi bết bết một chút. Vấn đề cuối cùng của hiệu năng là endurance, độ giữ nếp. Hai sản phẩm này có giữ nếp tóc lâu hay không? Thì câu trả lời của mình rằng hai sản phẩm này giữ nếp tóc ngang nhau. Một tiếng sau khi tạo kiểu tóc thì hai con này chưa xin như gì hết. Ba tiếng sau khi tạo kiểu tóc thì tóc của Matte Paste chắc chắn là đã tơi ra, đã kiểu rủ hơn, dễ chơi đùa với tóc hơn. Còn tóc của Original Clay thì vẫn là dead ở một chỗ, luồn tay lên tóc cảm giác rất là khó khăn. Và 6 tiếng sau khi tạo kiểu tóc thì hai con này bây giờ cái độ giống nhau của nó
khá là ngạc nhiên. Ngoại trừ cái con Clay này thì độ zit vẫn phải gọi là khá là đáng nể. Nhưng mà form tóc thì cá nhân của mình thấy thì hai sản phẩm này nó cũng đã bắt đầu sập sập ngang nhau rồi. Thế còn The Original Pomade thì sao? Cá nhân của mình thấy thì đây là một cái con pomade cực kỳ dễ dàng để sử dụng. Nó dễ dàng từ bước scoop out cho đến breakdown cho đến apply. Và khi nó ở trên tóc nó cũng cực kỳ là dễ dàng. Đầu tiên là về finish đi thì con này là medium shine. Đúng chính xác là medium shine luôn. Cực kỳ an toàn để sử dụng. Tiếp theo là độ nhớt và khả năng kiểm soát trên tóc. Con này là greasy mà. Về độ nhớt thì con này rất là ít nhớt. Đây là cái con greasy pomade mà cá nhân của mình là dễ sử dụng nhất từ trước đến giờ. Nó còn dễ sử dụng hơn là Sear Revival Crystal Lake luôn đấy. Cho nên là trải lược kiểm soát trên tóc rất là dễ. Các bạn chỉ cần trải thôi, không cần quá nhiều kỹ năng thì tóc nó cũng sẽ vào form. Tiếp theo là cái độ cứng lại của pomade. Sau khi các bạn tạo kiểu xong, khi mà nó cứng lại thì tóc có dễ di chuyển hay không, hay là khi mà cứng lại thì tóc nhìn nó có bị giống như là dùng gel hay không, thì cá nhân của mình thấy thì con này cái độ cứng lại nó cũng rất là vừa đủ. Nó cứng lại đúng cái độ đẹp để mà đóng gói toàn bộ tóc của các bạn, làm cho tóc của bạn không đi đâu hết. Nhưng mà nó không quá cứng để mà khi các bạn sờ lên trên tóc các bạn cảm thấy như là từng cái sợi một như là các bạn sử dụng gel. Và chính vì cái độ cứng lại vừa đủ như thế này thì cái con này nó là firm hold, độ hold của nó khá là chắc chắn. Nó cũng tùy thuộc vào cái hàm lượng mà các bạn sử dụng nữa. Mình thì bây giờ tóc của mình ngắn rồi cho nên mình chỉ sử dụng 2 scoop mà thôi. Nhưng mà nếu các bạn muốn hold cao hơn một chút, các bạn có thể sử dụng 3 scoop. Và nếu các bạn muốn trải nó nhẹ nhàng, các bạn muốn sử dụng con này trên build up của pomade gốc dầu, thì các bạn cũng chỉ cần 1 scoop thôi là tóc đã quá là ok rồi. Lúc đấy thì độ hold của con này nó sẽ trở về medium hold. Ok, vậy đó là hiệu năng về 3 sản phẩm của Cup & Co. Matte Paste, Original Clay và Original Pomade. Về cái con pre này, texture spray này, thì cá nhân của mình thấy nó cũng rất là giống những con texture bình thường khác thôi. Nó giúp bảo vệ nhiệt tóc của các bạn. Khả năng dưỡng thì nó chỉ là một con pre thôi. Và khi mà các bạn sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cả về độ giữ nếp lẫn cái texture khi mà các bạn sử dụng thêm Matte Paste và Original Clay. Vậy để chung quy lại thì sao? Kết luận rằng đầu tiên là Matte Paste đi. Mình vẫn là fan của Matte Paste và cá nhân của mình thì từ giờ mình sẽ sử dụng Cup & Co Matte Paste để styling tóc của mình hàng ngày. Nếu mà các bạn muốn một con paste dễ dùng, một con paste khá là toàn diện đấy, thì Cup & Co Matte Paste là một cái sự lựa chọn hợp lý. Original Pomade thì đây, mình sẽ nói cái sản phẩm này sẽ là sản phẩm pomade cho người mới bắt đầu. Mọi thứ nó thực sự dễ dàng. Nếu mà các bạn sợ sử dụng pomade vì khó sử dụng, vì rắc rối, rồi vì bết, rồi tất cả những cái lý do gì, thì sử dụng con này các bạn sẽ cảm thấy là pomade nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Còn Original Clay thì mình đang gặp một sự khó khăn để recommend bạn sản phẩm này. Thứ nhất là về độ hold đi, thì mình vẫn cứ đánh giá là wax của 1821 hơn, với lại là texture clay của Forte hơn. Thứ hai nữa là về cái độ zit thì mình thực sự là mình không thích một chút nào hết. Mình cũng đã phản ảnh rất là nhiều về Dauntless Matte Paste rồi, và con này đây cũng là trường hợp thứ hai. Và cuối cùng cũng là vì cái chất sáp nữa. Cái chất sáp nó khá là lỏng lẻo và nó rất là khó dùng. Về hiệu năng này, về packaging và về mùi hương nó rất là tốt. Nhưng mà cá nhân của mình nghĩ thì về cái clay thì vẫn có những cái sản phẩm nó độc đáo hơn và nó đáng để mua hơn. Còn về texture spray, nếu mà các bạn đang cần pre texture spray, không phải nghĩ. Quay trở lại đầu video và các video trước đấy mình đã làm rồi, thì cá nhân của mình thấy thì đúng thật cái sản phẩm của Cup & Co, cái giá trị mà họ mang lại nó tốt hơn của Morris Mortley. Đều là những sản phẩm đến từ nước Úc, đều là lab made. Nhưng mà cá nhân của mình thấy thì Cup & Co mang lại được nhiều thứ hơn so với cái giá tiền mà các bạn phải trả ra. Các bạn nhận được sự đa dạng về packaging, về mùi hương và về chất liệu sáp. Các bạn nhận được những cái sự cân bằng hơn về sáp và nó dễ sử dụng hơn. Và thêm một cái nữa là cá nhân mình thấy là các bạn sẽ không bị ảo giá. Ok, vậy đó là toàn bộ đánh giá của mình về Cup & Co, một thương hiệu mới và một bộ sản phẩm rất là đáng để mong đợi, cực kỳ tiềm năng. Và nếu mà các bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm nào đến từ Cup & Co thì các bạn đã đúng rồi đấy, CLMan Store là điểm đến của các bạn. Ngoài việc phân phối độc quyền những sản phẩm của Cup & Co thì CLMan Store còn phân phối độc quyền những cái hãng lớn khác, ví dụ như Forte Series và 1821. Hơn thế nữa là danh mục sản phẩm grooming của CLMan Store thực sự khổng lồ. Từ những sản phẩm như tạo kiểu cho đến pre, cho đến dưỡng, cho đến dầu gội, cho đến thực phẩm chức năng, CLMan Store đều có và chắc chắn là sẽ có những sản phẩm phù hợp với các bạn nhất. Vậy nên là các bạn đừng ngần ngại, hãy nhấn vào link phía bên dưới, truy cập thẳng vào website của CLMan Store, chọn ra những cái sản phẩm mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất. Và đừng quên rằng vì CLMan Store là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có viewer trên kênh Kiên Phạm mới có thôi nhé.
link in the description. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thông tin cho video của mình hữu ích, đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match những tầm khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.